Học Trinh mến chào quý vị thính giả. Rất vui được quay trở lại với quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Và Trinh rất cảm ơn vì quý vị đã dành thời gian để nghe truyện trên kênh của Trinh. Những tình cảm mà quý vị dành cho Trinh, Trinh rất trân trọng. Tối hôm nay, Trinh xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với bộ truyện Mợ Hai Đượm của tác giả Quyên Quyên trong tập 3 quý vị nhé. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đón nghe. Trời chuyển mây đen kịch, không thể phân biệt đang là ban ngày hay là đã tối. Mấy con gà con chui vào nắp dưới cánh mẹ, dường như chúng cũng sẵn sàng đón trận lũ lớn này đến rồi. Nhà ông Thơm nổi tiếng trữ lúa chứa gạo, nấu cháo phát cho dân làng. Năm nay chắc cũng không ngoại lệ. Càng về tối, nước bắt đầu dâng lên cao. Mới một lúc thôi mà đã ngập đến mắt cá chân của Đượm. Cô mặc kệ, cứ ngồi nhóm lò củi sắc thuốc, nướng khô rồi sẵn tiện nấu thêm nồi cháo để một chút dễ đút cậu ăn hơn. Mùi thuốc đắng nồng lấn át cả mùi ẩm mốc của đất. Đượm nhăn mặt uống hết một nửa, còn một nửa thì tí đút cho cậu Tình uống luôn. Đáng lẽ phải sắc hai lần, nhưng số lượng củi có hạn nên cô sắc chung một thố rồi chia ra uống. Thắp thêm ngọn đèn dầu, Đượm bưng chén thuốc đến cạnh cậu, thổi nguội từng muỗng rồi mới đút. Nhưng lần này cứ đút bao nhiêu lại tràn hết ra ngoài. Đượm cẩn thận lấy khăn thấm xung quanh miệng cậu, thở dài cô nói: "Bão đến rồi, kéo theo lũ to tràn về, mà cậu không chịu uống thuốc, chẳng khác nào hành xác tôi hết á. Hay cậu muốn Tuyết Mai lên chăm cậu? Để tôi xin bà nội cho Tuyết Mai ra sớm để tiện bề chăm sóc cho cậu. Tôi còn phải lo nhiều việc khác nữa. Lần này cậu mà không chịu uống, tôi bỏ mặc cậu luôn." Cũng chẳng biết cậu Thịnh có nghe hay không, mà những muỗng thuốc sau đó cậu nuốt sạch, không đổ một giọt nào. Đượm cố đút xong thì bưng chén cháo trắng cùng hai con cá khô lại gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Trời tối đen như mực, mưa cứ thế rã rít. Tiếng mọi người hô hoán tìm nhau giữa trời, nghe mà xót ruột. Ấm nước đun trên bếp bắt đầu sôi. Đượm dập nhanh mấy cây củi đang cháy dở, rồi kê thêm cái cà ràn lên cao một chút. Cô bắt đầu pha nước rồi lau mình cho cậu. Đượm chỉ lau ở trên chứ phần dưới cô không đụng đến, đợi thần nộm nó ghé qua rồi thay luôn. Còn cô thì dùng nước mưa để vệ sinh cá nhân và để uống. Nước mưa này uống vào lạnh lạnh đã khá cái cuốn họng. Thần nộm không biết nó tìm đâu ra mấy chiếc xuồng mà nó chèo đến cửa phòng cậu. Trên đó nó chất một đống đồ cao nhọng, miệng ý ới gọi to: "Mở Đượm, mở Đượm ơi, mở cửa cho con vào với mợ ơi." Nghe giọng thần nộm, cô vội vàng mở cửa phòng. Thấy mấy chiếc xuồng, Đượm bất ngờ nói to: "Trời đất, nộm tìm mấy cái này ở đâu hay vậy?" Nó nhìn cô cười hì hì, vừa chống xuồng vào phòng vừa trả lời: "À dạ, ở ngoài xưởng đóng tàu của cậu đó mợ. Nhưng nay cậu thường quản lý thay nên con được phát có hai chiếc thôi à. Chiếc xuồng lớn có nóc này á, để mợ với cậu sinh hoạt trên đó, nấu nướng được luôn mợ. Nước có dâng cao nữa cũng không sợ ngập mợ ơi. Còn chiếc xuồng nhỏ này để mợ di chuyển qua lại mà." "Được vậy luôn hả nộm? Vậy bây giờ nộm phụ tôi đỡ cậu qua cái nha, rồi nộm vệ sinh cậu giúp tôi luôn." Thằng nộm nghe cô nói lấp lửng nên gãi đầu khó hiểu, hỏi lại: "Ủa là sao mợ? Chứ sao mà không lau mình cho cậu mà kêu con?" Mặt Đượm bắt đầu đỏ lên như trái gất, lắp bắp: "Thì tôi dạ, mợ bị làm sao hả mợ? Hay mợ mệt hả? Vậy để con làm cho, mợ trèo lên xuồng đi." Nghe thần nộm nói vậy, Đượm mừng thầm trong lòng trả lời: "Thôi hơi mệt, chắc bị trúng gió quá. Vậy mợ nằm trên đây nghỉ một lát đi, con làm xong rồi con gọi mợ dậy, không sao đâu mợ." Đượm gật đầu định nằm xuống nhưng chợt nhớ lại con muỗi nên cô hỏi: "Ủa, nộm có thấy con muỗi ở đâu không? Từ nãy đến giờ tôi không thấy muỗi đâu hết." "Dạ, con muỗi nó đi qua bên phòng bà cụ lấy ít măng chua về cho mợ, với thịt lợn treo bếp bếp gì mà sao tự nhiên con quên mất tiêu rồi mợ." "Thịt lợn treo gác bếp?
Nghe cô nói, nó nhảy cẩn lên vui mừng. À, dạ dạ đúng rồi đó mợ. Hi, thôi mợ ngủ đi, tí con đi đón nó về ngay mà. Đợm có chút gì đó không yên tâm trong lòng nên dặn dò thần nộm mấy câu. Ừ, tôi nghĩ một lát, nhưng một tí nộm đi qua đón muội nhé. Trời mưa lũ thế này, thân muội con gái không an toàn đâu. Thằng nộm gật đầu dạ thưa, rồi nhanh chóng bắt tay vào việc. Chỉ là cả hai đều không biết muội không hề đi lấy thịt lợn như mọi người nghĩ, mà nó bị cột hai chân, hai tay vào mấy tảng đá to, miệng bị bịt chặt bằng vé lao ở ngoài ruộng. Xem ra con người bắt đầu nhân cơ hội lũ lụt mà hành động rồi. Mưa mỗi lúc càng nặng hạt hơn, cơ thể mỏng manh của con muội cũng dần đuối sức. Nó không sợ chết, chỉ là nó muốn biết mình đã mạo phạm ai mà thôi. Từng giọt mưa thay nhau liên tiếp tạt vào mặt như muốn chẻ cái da thịt trơn láng kia. Nước lũ bây giờ đã đến ngang ngực nó rồi. Vừa lạnh vừa đau, nó khóc. Khóc vì thương mợ Đượm. Cái mạng quèn của nó chết quách đi cũng được, nhưng mợ Đượm phải nhất định được bình an. Nó cũng thừa biết cái nhà này bên ngoài nhìn bóng bẩy vậy thôi, chứ bên trong đầy mưu mô xảo quyệt. Thử hỏi, sống với một bầy sói như thế thì liệu có là một con cừu non mãi được không? Muội ngước mắt lên nhìn bầu trời đen ngòm, nước mắt chảy xuống mặt, xuống cổ, đến nỗi không phân biệt được đâu là mưa, đâu là nước mắt. Khi cận kề cái chết, nó lại nhớ nộm, nhớ Thím Châu. Tuy nó và thằng nộm có khắc khẩu nhau, nhưng cũng không đến nỗi nó không biết thằng nộm thích nó. Chỉ là phần tôi tớ chỉ dám lo nghĩ cho chủ trước tiên, chứ nào dám mơ tưởng đến tình cảm trai gái. Còn Thím Châu, từ lúc nó vào nhà ông Thơm làm, duy chỉ có Thím là che chở, đùm bọc cho nó. Ngày bà Ngà muốn bán nó cho mấy nhà chứa trên Sài Gòn vì cơn ghen tuông điên loạn, cũng chính Thím Châu cầu xin, giải thích, đứng ra làm chứng cứu nó một mạng. Nó muốn đền ơn đáp nghĩa với Thím, với mợ, muốn cùng nộm kết tóc trăm năm, nhưng xem ra không kịp nữa rồi. Cái chết dường như đang rất cận kề. Không biết đã qua bao lâu, nước càng ngày càng dâng cao, trong lòng Đượm nóng như lửa đốt. Cô dục thằng nộm đi tìm con muội về. Nộm, hay là muội để cậu ở đó cho tôi lo đi. Nộm đi tìm muội giúp tôi, tôi lo cho muội có chuyện gì quá, ruột gan tôi cồng cào dữ lắm. Đi đi nộm. Thằng nộm nó cũng biết có chuyện gì không phải ở đây. Rõ ràng phòng bà Nghi không xa chỗ này, nhưng con muội nó đi rất lâu rồi mà chưa thấy nó về. Nước thì chảy xiết, nó phải đi xem con muội như thế nào đã. Nghĩ vậy, nó một dạ hai dân chạy đi tìm ngay. Còn Đượm ở lại cầu trời khẩn Phật cho con muội bình an. Giữa đường, thằng nộm gặp Thím Châu, thấy nó vội vã chạy đầu này đầu kia. Thím nắm áo nó lại mà hỏi: Nộm, mày không ở với cậu mợ hay mà đi đâu vậy? Thằng nộm gấp gáp trả lời: Dạ con đi tìm con muội. Nó lên phòng bà cụ lấy cải chua với thịt, mà từ chiều tới giờ vẫn chưa thấy nó về, nên mợ hai nói con đi tìm. Trời đất ơi, tao ở bên phòng bà cụ chiều tới giờ có thấy bóng dáng ra đâu, mà mày nói nó sang phòng bà lấy thịt. Tao không thấy nó qua, nên giờ tao xách thịt qua cho cậu mợ nè. Thằng nộm nghe Thím Châu nói vậy, lòng nó nóng lên như lửa đốt. Nó không nói thêm lời nào nữa mà đi tìm con Lũi. Chính con Lũi nói với nó thấy con muội bên phòng bà cụ. Nó thừa biết con Lũi thích nó, nhưng mà nó làm ngơ. Thằng nộm là dạng người có đầu óc, biết suy nghĩ, nên nó nghi con Lũi hại con muội. Nếu quả thật như thế thì mạng đền mạng. Nó chống xuồng xuống thẳng phòng người làm ở, thấy con Lũi đang chống xuồng định đi đâu, nên thằng nộm chèo theo phía sau. Đến một dãy phòng sau nhà, con Lũi dừng lại, ngó trước ngó sau, rồi mới an tâm mà leo khỏi xuồng, đi trong dòng nước vào phòng. Dãy phòng sau nhà này thường dành cho khách ở, vậy cái phòng con Lũi vừa vào là phòng cô Ngọc Nhiên, còn ông Quan Tây ở hay sao? Lẽ nào... Nghĩ đến đó, thằng nộm nhân lúc trời mưa to gió thổi mà leo xuống xuồng, lội nước vào, đứng sát vách phòng, úp tai vào nghe. Bên trong tiếng người xì xầm với nhau liên tục, nhưng nộm chỉ để vào tai một câu của con Lũi: Con làm theo lời cô bảo rồi, trói con mùi ở ngoài ruộng gần con kênh to,
không ai biết đâu. Nó có chết thì sáng mai lũ kéo vào cũng cuốn trôi xác nó đi mà thôi. Sau đó nếu có tìm được thì người ta cũng nghĩ tại nó xui, nó tận số rồi. Nhưng cô nhớ lời cô nói đó nha, cô cho con một ít làm của hồi môn là được, con cũng chẳng cần nhiều đâu. Rồi cô chuộc thân cho con với anh Nộm làm đám cưới là xong à cô? Nộm không còn nghe nổi những lời con Lũi vừa nói ra. Nó không nghĩ con Lũi lại vì tình cảm đơn phương của mình mà giết người như vậy. Nó vội vã chạy đi tìm Thiếm Châu. Nước dâng cao, Nộm không mảy may vì đánh việc lên xuồng chóng đi nữa, mà cột hẳn dây vào người rồi bơi trong dòng nước. Nộm tháo giác lại bơi lội rất giỏi nên khỏe lắm. Chỉ phút chốc nó thấy được Thiếm Châu, kể hết cho Thiếm nghe, rồi hai người chia nhau đi tìm muội. Nói về con Lũi, nó là đứa mưu mô và độc đoán. Hãy nó thấy ai giàu sang là nó bắt quàng làm họ ngay. Gió chiều nào ngã theo chiều đó, nên mọi người trong nhà không ai ưa gì nó. Nhưng đầu óc của một con hầu làm sao bằng các bà mợ các ông được chứ. So với mấy người kia thì đầu óc nó còn ngu si lắm, dễ lợi dụng. Nó tham tiền, hễ có tiền là kêu gì nó cũng làm, thậm chí là giết người. Nó yêu đơn phương thằng Nộm, nhưng Nộm nào để ý đến nó, mà nó cũng biết anh Nộm của nó thích con muội. Mỗi lần nó thấy hai người nói chuyện với nhau, ở cạnh nhau, lòng nó đau như cắt lại. Nó căm thù muội, nó ghét cái cách mà mọi người đối xử với muội. Tại sao nó cũng tốt, cũng đẹp, mà tất cả người làm trong nhà này không một ai ưa nó? Tại sao con muội đành hanh kia lại được lòng mọi người hơn nó chứ? Tại sao? Đã bao lần nó gào lên trong vô thức, nó hận con muội, hận những gì con muội đang có, nên bây giờ nó tiếp tay giết chết con muội thì sẽ không còn ai giành anh Nộm với nó nữa. Chỉ là nó không hiểu tại sao cô Ngọc Nhiên lại muốn giết con muội. Vì nó thấy cô Nhiên và con muội đâu có xảy ra xích mích gì to tát đến mức phải giết người diệt khẩu như vậy chứ. Nhưng nó không nghĩ nhiều, vừa có tiền vừa giết được người mình ghét thì ai mà chả thích. Nó cũng không ngoại lệ. Còn động cơ gì khiến Ngọc Nhiên làm vậy thì ai mà biết được chứ. Chỉ biết là một âm mưu xấu xa sắp xảy ra tại chính ngôi nhà này thôi. Quay trở lại với Nộm, nó vừa chống xuồng chở Thiếm Châu cầm bó đuốc, vừa gọi to: "Muội ơi, mày đâu rồi muội?" Chỉ mong có tiếng đáp lời lại nó, nhưng giữa đêm tôi tĩnh mịch bão táp đó chỉ có tiếng mưa ầm ĩ mà thôi. Thiêm Châu lo lắng nói to: "Mày có chắc nghe con Lũi nói nó cột con muội gần cái kênh này không? Tao với mày đi tìm cả buổi rồi cũng không thấy. Hay mày nghe nhầm rồi?" Thằng Đồng quá to, nó chắc như đinh đóng cột. "Không, cậu không nghe nhầm đâu, chắc chắn là chỗ này. Như tao với mày tìm nãy giờ mấy vòng rồi, có thấy nó đâu. Nước mỗi ngày một dâng lên cao, e rằng..." Thằng Rộm nghe vậy thì mất bình tĩnh la to: "Không, không e rằng gì hết, Thiêm đừng có nói xui." Thấy thằng Nộm mất bình tĩnh, Thiêm Châu không nói thêm lời nào nữa mà vỗ im lặng. Bà cũng cầu trời khấn Phật cho con muội không bị làm sao. Nó là đứa bên ngoài đanh đá, nhưng bên trong bụng dạ lại hiền lành, chưa từng hại ai hay có ý xấu với ai bao giờ. Chiếc xuồng đang đi bỗng dưng khựng lại như dướng phải vật gì đó to lắm. Thiêm Châu cùng thằng Nộm nhìn nhau như hiểu ý. Nó không chần chừ mà nhảy xuống dòng nước lũ mò mẫm. Thiêm Châu ngồi trên xuồng cũng bồn chồn bụng dạ mà niệm Phật từ bi hỷ xả để con muội tai qua nạn khỏi. Không lâu sau, thằng Nộm trồi lên, trên tay đang bồng con muội. Thiêm Châu vội vã chống xuồng tiến lại gần để thằng Nộm đưa con muội lên. Trong ánh sáng nhem nhuốc của ngọn đuốc, bà thấy mặt con muội xanh lè, tay chân bị trói chặt, miệng bị nhét miếng dẻ lao. Bà kêu lên một tiếng: "Trời ơi!" rồi nhanh tay lấy miếng dẻ khỏi miệng con muội. Miếng dẻ được lấy ra, con muội sặc ra toàn là nước, nó thở lấy thở đẩy. May mà Nộm tìm thấy nó kịp lúc, chứ trễ thêm một chút nữa là nó trôi theo dòng nước luôn rồi. Thấy con muội như vậy, thằng Nộm lòng đau như cắt. Nó mặc kệ mưa to gió lớn mà ôm con muội vào lòng, nơi dục Thiếm Châu chống xuồng chèo nhanh về nhà. Nước cũng dâng ngày một cao hơn.
đã gần ngập đầu thằng nộm luôn rồi. Thím, thím làm ơn kèo nhanh tay giúp con thím. Ừ, nhưng mà mày định cho con mũi ở đâu? Lũ cao vậy á thì một chút nữa cũng phải hai thứ ấy chứ chẳng chơi. Thằng nộm vừa run cầm cập vừa nói. Thì về phòng mở đượm, nhà này con chỉ tin mỗi mở đượm. Mày lo quá hóa khờ hả con? Phòng mở đượm đang chăm cậu hai, người vô người ra đông lắm, sao mày để con mũi ở đó được chứ? Nộm cắt lên. Vậy thì để đâu? Thím nói đi. Để đâu cũng không được, vậy thì để đâu? Mày để bên phòng bà cụ đi, không ai lui đến nhiều đâu. Hơn nữa bà cụ nổi tiếng công tư phân minh nên không có chuyện gì xảy ra đâu. Thằng nộm đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Thím Châu. Bây giờ đối với nó, ngay cả Thím Châu cũng không đủ làm nó tin tưởng. Biết được suy nghĩ của nó, Thím Châu nói tiếp. Mày đừng quên, tao từng cứu con muội một mạng. Nghe Thím Châu nói vậy, thằng nộm không nói thêm lời nào nữa. Bây giờ đối với nó thì an nguy của con muội được đặt lên hàng đầu. Chiếc xuồng chồng chành giữa dòng nước lũ cuối cùng cũng về đến phòng bà Nghi. Thím Châu liều mình cho xuồng neo thẳng vào trong phòng bà, rồi gấp gáp nói to. Bà ơi, cầu xin bà cứu con muội đó, cho nó nương nhờ đây mấy hôm. Vừa nói thím vừa khóc. Bà Nghi tuổi tác đã cao nhưng đầu óc còn minh mẫn lắm. Bà chỉ cần nhìn một phát là biết được ngay. Ừ, thằng nộm khi nó qua xuồng này đi, trong đó có chăn ấm, tạm thời lấy đồ ta mà mặc. Thím coi, nấu cho con muội bắt canh gừng. Lũ lên cao hơn mỗi năm nên bây giờ cứ ở lại đây đi. Còn thằng nộm, mày phải giữ bình tĩnh. Bà biết mày thương con muội, nhưng mày cứ nghe bà, bà không để bay thiệt đâu. Dạ con xin nghe. Ừ, không biết con bê đượm với hai thịnh như thế nào rồi. Nước cao dày à. Như nhìn rõ được sự lo lắng trong lời nói của bà, thằng nộm nhanh mồm nhanh miệng nói. Dạ một chút, con săn đó cho mợ hay, rồi con ở lại với cậu mợ luôn. Phiền bà và thím nhìn có em muội giúp con. Bà Nghi gật đầu đồng ý. Thế là nó đi ngay. Giữa đường nó gặp con Lũi đang chống thuyền dậy. Thấy nộm, con Lũi lo lắng hỏi. Giờ này lũ đang lên cao, anh nộm đi đâu vậy? Nguy hiểm lắm, về phòng chung với em và mọi người đi. Thằng nộm nhìn con muội một lát, miệng nó nhoẻn cười rộ lên, làm con Lũi lúng túng đôi chút. Tôi qua phòng cậu hai có việc, Lũi về trước đi. Tưởng thằng nộm quan tâm mình, để mắt đến mình nên con Lũi bẽn lẽn. Dạ, nếu có việc gấp á thì anh cứ đi đi, kẻo trễ lại bị la. Em đi trước nghe. Nộm nhìn con Lũi, gật đầu thay cho câu trả lời. Ngoài mặt thì vui tươi vậy, chứ trong lòng nó muốn xé con Lũi ra hàng trăm mảnh mới hả dạ. Bên này đượm đang thấp thỏm lo âu, cầu trời khấn Phật cho con muội không bị gì. Muội là đứa cô xem như em gái nên cô quý nó lắm. Bầu trời hiện lên vài tia sét chớp nhoáng, sáng cả một vùng trời. Tiếng sấm rền vang làm mọi người lo âu. Liệu khi nào lũ mới rút? Đượm ngồi đó, hết nhìn cậu Thịnh rồi lại nhìn ra ngoài. Trong lòng cô đang có nhiều nỗi lo lắng muộn phiền. Đắp cho cậu thêm chăn để giữ ấm, cô mới phát hiện mặt cậu Thịnh hồng hào hơn trước. Da thịt cũng không còn xanh xao. Đượm mừng lắm, cô nói như trách. Cậu mau tỉnh dậy đi, lũ đến rồi. Tỉnh đi, để tôi còn đi giúp mọi người nữa chứ. Vừa nói xong, cô nghe giọng thằng nộm ở ngoài vọng vô. Mợ ơi mợ, mợ ngủ chưa mợ ơi? Lũ dâng cao lắm rồi, con neo xuồng ra ngoài này nha mợ. Con sợ qua tối nay là cao hơn nóc nhà luôn đó mợ. Đệm lúa đầu ra tấm màn trả lời. Ừ, nộm sang đây đi, rồi chóng ra ngoài. Tôi chưa chóng bao giờ nên nộm dậy tôi với. Vậy mợ yên trong đó đợi con nha. Con cột dây kéo ra chứ mà đừng ra ngoài ướt hết mợ ơi. Nói rồi nó nhanh chân cột dây vào đầu xuồng, sau đó kéo hẳn ra ngoài. Gió mưa tạt vào xuồng, nhưng vách xuồng được đóng chắc lắm nên không bị ướt gì hết. Thằng nộm mình mẩy ướt nhẹp, lạnh run cầm cập. Thấy vậy cô nói, nộm vào trong thay đồ đi, rồi ra nói chuyện sau cũng được, trong đó có vách ngăn. Thằng nộm vâng dạ, rồi mất hút sau tấm rèm. Mãi một lúc sau nó mới ra, nhìn cô nó miếu máu kể lại hết mọi việc. Đợm nghe xong, hai tay nắm chặt thành quyền.
Có lẽ cô nhịn nhục quá đủ rồi. Bọn người đó thật quá độc ác. Cái cô không hiểu ở đây là tại sao Ngọc Nhiên lại muốn giết con muội. Vì giữa bọn họ có vấn đề gì đâu. Cô hỏi nhỏ thằng Nộm. Bộ giữa muội và cô Nhiên kia có hiềm khích gì lớn lắm hả Nộm? Tôi xa nhà cũng lâu nên không biết rành. Nộm biết, Nộm nói cho tôi nghe chứ, rồi mình tính. Thằng Nộm nhìn cô đăm chiêu, chừng 2-3 giây sau mới trả lời. Dạ, lúc mà không có nhà, quả thật muội với cô Nhiên có cãi nhau một trận. Nhưng nhỏ xíu à, không đến nỗi xích mích mà giết người vậy đâu mợ. Trộm nhìn thằng Nộm, sự khó hiểu hiện rõ trên mặt cô, đôi mày nhíu chặt, Đượm hỏi. Đâu, Nộm kể tôi nghe xem, là chuyện gì vậy? À, thì chuyện con gái á mợ, đại loại là hôm đó cô Nhiên nhờ muội đi giặt giùm mấy cái đồ mà đỏ đỏ mà tháng nào cũng có đó mợ. Còn bắt em muội giặt xong rồi giữ nước đó lại, đổ vào bình mang về phòng cho cổ nữa. Rồi em muội có lỡ lời nói cô Nhiên bệnh hoạn, cô Nhiên nghe được nên hai người cãi nhau. Hôm đó, con muội đang nấu cơm ở nhà bếp, Ngọc Nhiên sai con nô xuống gọi con muội lên phòng. Thấy Ngọc Nhiên ngồi trên giường, nó cất tiếng hỏi. Thưa cô gọi con có chuyện gì không ạ? Tại con đang nấu cơm, không ai canh, cơm khê ông bà không ăn được. Ngọc Nhiên biểu môi, nói giọng hết dịch. Bộ, có chuyện gì mới gọi mày lên được hả? Mày làm như mày là mở chủ cái nhà này không bằng á. Dạ không, con nào dám có ý đó. Cô nói dạy quan cho con, ông bà nghe được, đánh con mà tội nghiệp. Đừng có nhiều lời, mày mang mấy đồ dơ này đi giặt đi. Nhớ là nước đầu, mày dắt bỏ vào bình mang về cho tao. Con muội nhìn đống đồ trên tay con nô cầm, mặt nó méo xẹo. Xưa giờ nó chưa thấy ai bệnh hoạn như vậy cả, nên buộc miệng nói. Trời đất, nước giặt này dơ lắm, cô giữ lại làm gì? 2-3 ngày là nó động lại tên rình, sao mà chịu được? Ngọc Nhiên hùng hổ quát to. Việc của mày là giặt đồ cho tao, còn chuyện khác mày không cần quan tâm. Con muội suy cho cùng chỉ là phần tôi tớ, làm sao có cái quyền chống lại mệnh lệnh cơ chứ. Nó đi lại bê giỏ đồ bẩn lên, đi thẳng ra cửa, miệng nó lầm bầm. Tiểu thư đại cát đoan trang gì đâu, mà có sở thích bệnh hoạn dữ vậy không biết. Khổ nổi, con muội nói hơi lớn, nên đến tai Ngọc Nhiên loáng thoáng. Cô ả đang bưng chén trà uống, nghe vậy thì ném thẳng chén trà vào lưng con muội, rồi hùng hổ đi đến nắm tóc nó, nói như hét. Mày nói gì? Mày nói ai bệnh hoạn? Mày nói lại tao nghe. Muội bị nắm tóc đau điếng người, nên nó hất tung giỏ đồ bẩn ra phía sau, theo quán tính nên úp hết vào đầu Ngọc Nhiên. Cô ả la lên oai oái như gà bị cắt tiết. Á, cái con quỷ này, mày cố tình chơi tao đúng không? Con nô đâu? Đánh thức cho tao. Nhưng con nô vẫn đứng im tại chỗ không động đậy, dường như nó có nỗi sợ vô hình khi ở gần con muội. Ngọc Nhiên nhìn về phía con nô quát to đầy giận dữ. Mày có lỗ tai không? Mày không xem lời tao nói ra gì hả? Tao nói đánh nó, mày điếc hả? Con nô lúng túng, thà kêu nó đánh con lũi, nó đánh sắp lá cà luôn còn được. Chứ con muội có thím Châu đứng sau, thật sự nó không dám đụng đến. Nhưng con mày không đánh nó chứ gì? Vậy tao đánh mày chết mẹ mày luôn, đồ phản phúc. Nhân lúc Nhiên quay sang đánh con nô thì con muội nhanh tay giật ngã Nhiên xuống nền. Cô ả la oai oái, náo loạn cả một góc. Đến khi bà ngã xuống phòng giải quyết mọi chuyện mới lắng xuống. Đượm như không tin vào tai mình, ai đời lại để dành thứ máu dơ ấy chứ. Nhưng cô không tin chỉ có việc cãi nhau nhỏ xíu mà Ngọc Nhiên muốn giết con muội. Chắc chắn phải có ai đó ở phía sau giật dây. Chuyện này bà nội có biết chưa Nộm? Thằng Nộm ngồi nghĩ một chút rồi lắc đầu. Dạ, hình như chưa đó mợ. Chuyện này chỉ có bà chủ biết thôi, chứ mấy người còn lại không ai biết hết. Nhưng sau trận cãi nhau đó, bà chủ sai người không được tùy tiện làm cái việc mà cô Nhiên muốn nữa. Hễ ai trái lời á là bị đuổi luôn chứ chẳng chơi. Đượm nhíu mày. Chuyện để dành máu kinh lần đầu cô mới được nghe. Chẳng lẽ cô Nhiên lại làm bùa ngải bằng thứ máu ấy? Mà không thể nghĩ xấu cho người ta thế được. Biết đâu cô ấy có lý do gì đó thì sao? Chuyện này vẫn nên nói cho bà nội nghe thì hơn. Vì vậy cô dặn dò thằng Nộm. Nộm, ghé sát tai vào, tôi nói này. Dạ. Sau khi nghe xong, nó gật đầu lia lịa,
rồi đi xuống xuồng bên cạnh, nằm chờ queo ở đó. Còn cô thì vào trong với cậu Thịnh. Chiếc xuồng to như thế này chỉ đủ để một chiếc giường, Đượm đành nằm chung với cậu. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu. Cảm giác nằm kế cậu Thịnh rất thích. Mùi cơ thể dễ chịu khiến Đượm chìm sâu vào giấc ngủ dễ dàng. Có thể nói rằng dù ngoài kia có lũ to gió lớn như thế nào, chỉ cần nằm cạnh cậu thôi là đủ. Suy nghĩ non đớt ấy của Đượm đơn thuần chỉ xem cậu là cái gối ôm, cái chăn ấm, chứ cô nào biết đó là biểu hiện của tình yêu đang chớm nở. Có lẽ sự ngụy biện rằng cậu trúng bùa ngải đã ăn sâu vào trong lòng Đượm rồi. Chẳng biết sau này ra sao, nhưng ít nhất trong bão giông có nhau là được. Sáng ngày hôm sau, trời ngớt mưa hơn một chút, gió thôi không còn thổi mạnh nữa, nhưng lũ thì dâng cao qua khỏi nóc nhà. Đượm chống xuồng sang phòng bà Nghi từ sớm. Cô thuật lại cho bà Nghi nghe những điều hôm qua thần nộm nói với mình. Bà Nghi nghe xong, sắc mặt tối sầm lại, sự giận dữ hiện rõ trong đáy mắt. Bà nói: "Loại bao giờ ấy dùng để làm bùa yêu?" Đượm hoang mang hỏi lại: "Bùa yêu?" "Ừ, bùa yêu, hay còn được gọi là huyết linh. Ngày xưa để bùa yêu linh nghiệm thì ngâm huyết linh vào trong một bình rượu tốt, đem chôn hạ thổ 100 ngày, sau đó đem pha với thần sa để vẽ bùa lên lá bối. Loại lá rẽ quạt gần như lá cọ. Khi cần làm bùa yêu thì viết chính xác tên tuổi của người đó lên, rồi đốt lấy tro, đem hòa vào nước cho người nam uống, sẽ khiến người này nảy sinh hưng phấn và thèm muốn chuyện ấy. Hay nói cách khác là người uống phải sẽ chỉ biết mỗi mình người hạ bùa. Mà loại này kỳ lạ lắm, người bị hạ bùa sẽ càng ngày càng xanh xao, tâm tính thay đổi thất thường. Người bị bỏ bùa luôn nóng nảy và có thái độ giận hờn vô cớ, không kiểm soát được hành vi của bản thân, thỉnh thoảng sẽ bị co giật mà không biết nguyên nhân. Giống như là việc thằng Thịnh nó mất kiểm soát đánh con khi trước đó. Nhưng ngược lại, người hạ bùa sẽ càng ngày càng đẹp ra, da dẻ hồng hào, tràn đầy sức sống. Vậy chẳng lẽ cô Nhiên là hạ bùa cậu Thịnh hả bà? Bà Nghi trầm mặt trước câu hỏi của Đượm một lúc rồi nói: "Cũng có thể, nhưng việc trước mắt bây giờ là làm sáng tỏ việc con muội bị người ta nhắm đến." Nói nãy giờ Đượm mới nhớ đến con muội, thiệt cô vô tâm quá. Đượm im lặng suy nghĩ rất kỹ rồi mới nói: "Thưa nội, con nghĩ chuyện của muội không đơn giản gì xích mích với cô Ngọc Nhiên." Bà Nghi âm thầm nhìn Đượm, khóe môi bà hiện lên ý cười. Xem ra cháu dâu bà cũng thông minh phết. Nhưng bà vẫn muốn thử nghe lập luận của cô một lần. "Sao con lại nghĩ như vậy?" "Dạ thưa nội, vốn dĩ chuyện đó đã được má ngà xử lý trong im lặng, không một người nào trong nhà được phép làm chuyện tương tự. Chẳng lẽ cô Nhiên sợ con muội đoán ra được kế hoạch làm bùa yêu của mình đã nổi giết người diệt khẩu luôn hay sao? Trong khi đó, vì cô Nhiên muốn giữ lại máu kinh, cả phủ này ai mà không biết. Còn gì là bí mật nữa đâu. Việc muội gặp nạn lần này mục đích là nhắm vào con. Chắc chắn người ở trong bóng tối muốn gieo tiếng ác cho con." Bà Nghi nghe cô nói xong lập luận của mình thì bật cười. Bà không ngờ Đượm có thể suy nghĩ sâu xa đến thế. Bà vuốt tóc cô cười hiền: "Thà nghĩ tốt nhất chuyện này con nên hỏi con muội thì tốt hơn. Còn chuyện bùa yêu con cứ giữ im lặng, chăm sóc cho thằng Thịnh. Nó phúc phận dữ lắm mới gặp được con ở kiếp này." Đượm gật đầu, hai tay cô đang chặt vào nhau. Trong đầu Đượm đang rối bời. Cô biết người cậu Thịnh dành trọn tình yêu thương là Mợ Tuyết Mai. Cô không thể tranh giành. Dẫu biết đàn ông có thể nam thê bảy thiếp, nhưng để ai được yêu thương nhiều hơn thì người đó thắng. Chỉ vậy thôi. Đượm gật gù, bước xuống chỗ con muội nằm. Nhìn đó xanh xao, cô xót xa trong lòng. Thấy Đượm, con muội bật dậy nhanh như chớp, gật đầu với cô thay lời chào. Đượm nhẹ nhàng hỏi, trong lời nói chứa đầy sự quan tâm: "Muội, muội thấy trong người sao rồi?" Nghe cô hỏi vậy, mọi ấm ức trong lòng con muội như bùng nổ ra. Nó ôm chầm lấy cô, khóc nấc lên như đứa trẻ. Giây phút cận kề cửa tử nó sợ lắm. Nó sợ cô sẽ gặp chuyện giống như nó. Nay thấy cô an toàn nó mừng khôn xiết. Muội biết mợ Đượm của nó rất khác biệt. Từ lúc về nhà này đến giờ,
Mợ Đượm làm hết tất cả công việc của người làm. Dù khổ dù cực thế nào, Mợ Đượm vẫn không kêu than một tiếng. Nó phục mỡ lắm, phục sát đất. Nó còn nhớ rất rõ cái ngày mỡ gánh nước đến gớt đi. Lúc đó nó muốn băm vằm con lũi ra làm trăm mảnh, nhưng nó sợ sẽ ảnh hưởng đến mợ. Nó muốn là người âm thầm bảo vệ mợ, vì mợ như chị gái nó. Chị nó thất lạc lúc nó vừa lên ba. Đượm để yên cho con Mùi khóc ướt cả áo. Cô hiểu rằng nó đang rất sợ. Có ai biết mình sắp chết mà không sợ không? Cô nhẹ nhàng vuốt lưng nó, thay lời an ủi. Cả hai cứ thế một hồi lâu. Lát sau nó mới thúc thích nói: Con tưởng là không gặp được mợ nữa rồi. Mợ biết không, lúc đó nước ngang ngửa ngực con luôn. Con khó thở lắm, tưởng chừng như chết tôi thật rồi đó mợ. Còn bao nhiêu chuyện chưa làm, chồng con chưa có mà chết, còn nguyên si thế này thì uổng lắm mợ. Cô bật cười trước lời con Muội nói. Có lẽ chỉ có mình nó là sát gần cái chết mà vẫn nghĩ đến chuyện chồng con thôi. Muội an toàn là tôi mừng lắm rồi. Chỉ là tôi thắc mắc, Muội gây thù chú Quán với ai thâm sâu lắm sao mà họ định giết người diệt khẩu chứ? Dạ thưa, con có gây thù với ai hết á. Chỉ là lúc mợ vắng nhà, con cùng cô Nhiên có cãi nhau mấy chuyện giặt giảnh thôi à. Đượm nghe con Muội nói xong thì yên lặng thêm một lúc. Cô không vội trả lời mà cố ý đợi chờ xem Muội còn chuyện gì chưa nói hay không. Cũng không phải cô nghi ngờ con Muội, nhưng trong chuyện này quả thật rất đáng để suy xét. Thấy nó mệt, cô không tiếp tục hỏi nữa, liền dặn dò mấy câu rồi ra về. Trên đường chống xuồng về phòng, Đượm đụng mặt con Lũi. Thấy cô, nó hết cái mặt móm của mình lên cao. Con nhỏ coi bộ đẹp mặt hùng, tự dưng trời đang mưa mà ngóc cái mặt lên hướng làm chi không biết. Đượm không thèm quan tâm thứ ếch nhái ẩn ương này mà chống xuồng đi thẳng. Trước mặt cô là xác gia súc, gia cầm trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Xót thay cho phận làm nông dân, gặp mùa màng thất bát đã đành, nay lại còn lũ to tràn trề, còn gì khổ hơn. Mãi mê suy nghĩ nên Đượm không nghe tiếng Thím Châu gọi ý ới phía sau. Đến khi xuồng bị đụng một cái nhẹ, cô mới biết mà quay lại cười hì hì nói: Thím Châu gọi con có chuyện gì không? Xin lỗi thím, con mãi đuổi hoa bắt bướm, do suy nghĩ của mình nên không nghe thím gọi. Thím Châu để máy dầm lên xuồng rồi thủng thẳng nói chậm chậm: Không có gì đâu mợ, tại tôi ở xa mợ cả thước mà bày đặt bắt chước con Muội gọi ý ai ới, ai dè giọng tôi nhỏ quá không có bị kịp với nó. Bà hai gọi mợ chống xuồng ra ngay cổng để phụ phát cháo, người ta đến đông quá. Đượm gật đầu đồng ý ngay, nhưng bây giờ xung quanh mợ mênh mông toàn là nước, biết chỗ cổng nhà là cái chỗ nào đâu mà đi. Cô gọi Thím Châu giật ngược giật xuôi: Thím Châu, Thím Châu chỉ tôi, chỉ tôi cái cổng ở đâu với. Thím ơi thím. Mợ đi theo tôi nè, mà mợ chống xuồng cũng giỏi quá đa. Nghe Thím Châu khen mình, Đượm cười trừ rồi chuyên tâm mà chèo chống. Cô vốn không quan tâm lời khen của người khác lắm, cũng ít để ý xem ai nói xấu mình. Đối với Đượm, mấy chuyện đó không đáng để cô phiền lòng, nhọc công mà suy nghĩ. Người xưa thường nói, kẻ chê thì nhớ dai, chứ kẻ khen nhớ được mấy người. Cô luôn quan niệm rằng, mình đang làm trời đang nhìn, trời chưa bao giờ tuyệt đường sống của ai. Duy chỉ có tự họ tuyệt đường sống của mình và người khác thôi. Mãi suy nghĩ, nên cô chống xuồng rất nhanh đã đến chỗ phát cháo. Đượm đưa mắt nhìn dòng người đông nghẹt, con người đội con nít lên để chúng khỏi ướt, con người ngâm mình như dòng nước chảy xiết, còn buộc theo cọng dây chắc chắn để không bị sức mạnh của dòng nước cuốn đi. Ai nấy đều run cầm cập, chẳng biết là run vì lạnh hay vì đói nữa. Cô nhìn mà chạnh lòng. Thôi, không suy nghĩ bâng quơ nữa, đừng bắt tay vào việc phát cháo ngay. Thấy cô, mọi người xì xầm to nhỏ. Ủa, đây là vợ cậu Hai Thịnh đó hả? Ừ, chắc vậy, tôi cũng không rành. Bữa tôi đi chợ gặp mợ hai nhà này, ăn mặc cao sang lắm mà, hình như không giống cô này đâu. Một người khác chen vào nói nhanh, ra vẻ hiểu biết. Để tôi nói cho mà nghe, mấy người không biết gì hết á. Theo như thằng em họ của thằng em rể anh họ của anh tôi á, làm trong nhà này nói là cậu Hai có hai vợ, do vợ đầu là người đang phát cháo trên đó bây giờ á, được gả về trả nợ thay cha,
sống cực khổ trong nhà như người ở, nên mọi người không biết đó chứ. Còn cái mợ hai mà mấy anh thấy ngoài chợ là vợ lẽ, được cưới hỏi đàng hoàng của cậu hai. Thiệt luôn hả? Mà tôi thấy coi bộ mợ hai này hiền hơn mợ hai kia. Nè, ông thấy đúng không? Hờ cũng đúng, mà mợ nào cũng chẳng là mợ. Nhanh lên, đến lượt rồi kìa, nhanh cái chân lên. Những lời mọi người vừa xì xầm đủ để Đượm nghe hết thảy tất cả. Nhưng cô cười trừ, vui vẻ mà phát cháo. Đượm nghĩ họ nói đúng, nên có gì đâu mà buồn. Với lại cô quen như thế rồi, nên không sao. Nhờ sự giúp sức của Đượm nên bà hai nhanh chóng phát hết hai nồi cháo to. Nhìn dòng người xếp hàng đông nghịch trong dòng nước, bà hai thở dài mấy hơi liền. Người thì nhiều mà cháo thì ít. Giờ mà có nấu cũng rất lâu mới có cháo cho mọi người. Biết ý bà hai nên Đượm đứng ra nói nhỏ vào tai bà. Hay là mình nhờ mọi người cùng nhau nấu cháo được không gì? Tại bây giờ mình nấu thì cùng lắm cũng được hai nồi thôi. Nhưng mà có sức mọi người góp vào thì được tận 10 nồi to luôn á chứ. Dì xem ý của con có hợp lý không? Bà hai quay sang nhìn Đượm. Bà thấy được hình ảnh của bà lúc trẻ phảng phất trên người cô. Từ tính cách đến hành động, phải nói cô giống y khuôn bà thời trẻ. Khi xưa, bà hai cũng là người làm nông, chứ giàu sang gì như ông Thơm nói đâu. Vì ngày xưa, ông Thơm có bà Ngà làm vợ rồi. Nhưng do sự ghen tuông mù quáng, cộng thêm cái thói ăn hiếp người nghèo, có tiền làm phách của bà Ngà, nên ông giận không còn thích thú với bà Ngà nữa. Hôm đó, ông Thơm đi cùng với cha mình thăm Ta Điền thì gặp bà hai. Lúc đó, bà hai non mơn mởn, như búp trên cành, chờ người đến hái mà thôi. Bà hai nhìn nhau e thẹn, trung tiên sát ái tình rồi dần dần qua lại với nhau. Khi mọi chuyện đến tai bà Ngà, bà liền cho người dặn mặt bà hai, thậm chí đòi rạch mặt, nhưng mọi việc không thành. Biết được sự việc đó, ông Thơm cãi nhau với bà Ngà một trận, còn đòi bỏ bà. Nếu mà bà không thôi gây cái trò dằn mặt giật giả này đi, thì tôi giết Hưu Thơ, trả bà về với cha má bà. Chứ tôi là tôi không chịu nổi cái tánh hết ghen như quản thư của bà nữa rồi. Bà Ngà nghe đến hai chữ Hưu Thơ thì đứng im một chỗ như trời trồng. Bà không nghĩ người bà từng yêu đắm say, yêu chết đi sống lại, nay đòi hưu bà chỉ vì bà dằn mặt Tiểu Tam. Đau, bà đau như ai cắt thịt mình vậy. Hai hàng nước mắt bà chảy dài xuống má, môi bà run rẩy như sắp không thốt nên lời. Hưu Thơ, ông đòi Hưu Thơ? Chỉ vì một con đàn bà đến sao mà ông đòi bỏ tôi sao? Ông có nghĩ cho tôi không vậy? Bà xem lại bà đi, đàn ông nào mà không năm thê bảy thiếp. Tôi quyết rồi, ngày mai tôi xin cha má rước thiên hương về làm bà hai nhà này. Còn bà muốn ra đi hay ở lại là quyền của bà. Bà Ngà tức nghẹn họng đến nỗi u ớ trong miệng. Ông đứng lại đó cho tôi. Thế nhưng ông Thơm đã đi mất hút, chỉ còn thấy bóng lưng cao gầy kia mà thôi. Bà hận ông Thơm một thì hận bà hai mười. Cũng từ đó sóng gió nổi lên trong chính ngôi nhà giàu có này. Thấy bà hai không có đồng tĩnh gì mà cứ đứng im một chỗ nên Đượm nói tiếp. Dạ, nếu dì thấy ông được thì thôi, để con nghĩ cách khác. Chứ bây giờ họ còn đông lắm, chứ sợ mọi người không chống đỡ nổi mất. Dì hai, dì có nghe con nói không? Nghe Đượm gọi mình, bà hai mới giật mình trả lời. Con tính vậy cũng được, nhưng mỗi ngày vác con một buổi cháo như vậy, ta sợ mọi người không đủ no. Dạ, vậy thì thêm cho mọi người hai củ khoai luộc được không dì? Hay là mình nấu cơm rồi làm cơm nắm cho mọi người ăn? Còn thấy như vậy mọi người lo đâu hơn là cháo loãng và củ cải muối. Cơm nắm? Bà hai hỏi lại trong kinh ngạc. Trộm thật thà mà trả lời. Dạ, cơm nắm là cơm mình nấu chín, xong rồi do tròn lại thành cục chắc nịch, to nhỏ tùy thích, ăn chung với muối vừng hoặc là muối hột. Bà hai nghi ngờ hỏi lại. Xưa giờ bà chưa từng nghe đến loại cơm này bao giờ, nên cũng chưa dám chắc. Nhưng bà vẫn muốn thử làm với cô một lần xem sao. Vậy bây giờ làm luôn hay sao? Để dì nói với mọi người. Dạ, giờ mình làm luôn, không lâu sau sẽ có ngay. Bà hai chốt với Đượm xong thì quay ra thông báo với mọi người.
cứ tưởng mọi người không đồng ý mà ai dè đâu ai ai cũng hưởng ứng kịch liệt. Có người còn danh trí hỏi: à, vậy chúng tôi phụ được gì không? Chứ ở không ăn hoài tụi tôi không quen. Trộm thay bà hai trả lời mọi người, vì bây giờ bà hai bận đi xuất kho gạo dự trữ của gia đình rồi. Mọi người mà làm được gì? Quần áo ướt sũng thế kia, đụng vào do hết cơm hết gạo. Nghe đượm đó như thế, ai ai cũng giật mình. Mới nãy họ khen cô tới tấp mà giờ cô nói vậy. Họ hụt hẫng vô cùng. Có người còn bức xúc chửi thề mấy câu. Nhưng câu đượm nói tiếp theo khiến mọi người an lòng mà quý mến cô hơn. Đó là người khác sẽ nói như thế, chứ tôi thì tôi mong các anh chị, các dì, các chú phụ giúp còn không hết nữa là. Mọi người cứ leo lên xuồng đi, rồi sẽ có công việc cho mọi người phụ ha. Sau khi cô nói xong còn cười rộ lên hai cái đồng điếu cực duyên. Ai nghe xong cũng thở phào rồi nhanh chóng làm theo lời đượm nói. Thế là mọi người được chia ra làm thành tốp. Mỗi tốp là một công việc riêng, phối hợp rất ăn ý. Mấy đứa con nít cũng xúm nhau vào mà phụ việc nhỏ. Những viên cơm nắm bắt đầu ra đời. Chúng nó đầy đủ kích cỡ, từ lớn đến bé không đồng đều. Sau khi làm xong, đượm phát cho mỗi gia đình đếm trên đầu người, cứ mỗi người được 2 viên, tính ra nhà nào 3 người sẽ được 6 viên cơm và một nhúm muối. Nhà nào có con nít thì cô phát thêm khoai lang để chúng dễ nuốt. Trước khi rời khỏi chỗ phát cơm, đượm tinh ý dặn dò mọi người. Nhỡ may mà cơm nắm phát mọi người không đủ no thì mọi người san sẻ cho nhau nhé. Ngày mai lại có ngay thôi, đừng giữ cho riêng mình. Một miếng khi đói bằng một gói khi no mà. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau câu nói đó của đượm, ai ai cũng gật đầu thán phục cô. Mợ hai nhà này vừa đẹp vừa nết, lại vừa tinh ý, thế này thì ai mà không thương chứ. À quên, còn một người không thương và vô số người ganh tị với cô trong chính căn nhà này nữa chứ. Con lùi nãy giờ đậu kẹp xuồng ở sau gốc cây to, nghe ngóng được một chút rồi nhanh chóng rời đi. Nó chóng xuồng đến miếu thờ sau nhà, gặp được Tuyết Mai, nó liền kể hết mọi chuyện, từ chuyện đượm được mọi người tung hô đến chuyện mà nó bịa ra. Nó nói như thêm dầu vào lửa. Con á, là con thấy con đượm hóng hách lắm á mợ. Hôm nay nó còn ra vẻ làm vợ lớn, định qua mặt mợ đó mợ. Con là con thấy không ưa rồi thì con tức lắm. Tuyết Mai nghe con đuổi nói vậy, trong lòng cô ta dâng lên đầy lửa hận, muốn tranh công, muốn ra oai với cô ả. Đừng có mà mơ. Mai ngoắc con lủi lại nhỏ to điều gì đó, rồi cả hai tản nhau ra. Vì cô ả còn đang bị giam giữ nên không thể để người khác nhìn thấy con lủi ở cạnh mình được. Đượm về đến chỗ cậu Thịnh, thấy khói bếp bốc ra nghi ngút trên chiếc xuồng mà cậu đang nằm. Cô nghĩ bụng là thằng nộm đang nấu cơm, vì con muội còn ở cạnh bà nội nên không thể lộ mặt ra ngoài. Cô gọi to: Nộm đang nấu cái gì mà thơm vậy? Nộm nấu đồ ngon cho cậu thôi, tôi ăn cơm nắm cũng được mà. Nhưng bên trong không có ai trả lời. Mà khi đượm vừa bước chân đứng vững trên xuồng thì tiếng thằng nộm từ sau lưng vọng tới. Cô hoang mang: Ủa mợ, mợ nói chuyện với con hả mợ? Con có nấu gì đâu, con mới bên Thím Châu về mà. Được cho mấy trái bắp nữa này mợ. Nó giơ 6 trái bắp lên rồi cười hì hì nói: Mà bộ mợ đang sắc thuốc cho cậu hay sao mà khói nhiều quá vậy mợ? Chà, mợ nấu kiểu này á là mợ hun khói chứ nấu cái gì. Thôi để con vào nấu cho, chứ hết khói nhiều á hỏi là chết queo đó mợ. Đượm nhìn thật nộm, cô lắc đầu: Không, tôi không có nấu gì hết. Tôi tưởng đậm nấu chứ. Trời đất, còn đâu có phân thân được như Tề Thiên Đại Thánh đâu mợ. Hay là... Chết mẹ mợ ơi, cháy xuồng cứu cậu mợ ơi. Nói đến đó, nó quàng luôn 6 trái bắp rồi đứng ở ngoài la làng la lửa lên. Còn đượm thì nhanh chóng cúi người xuống, múc nguyên chậu nước, định bụng xông vào, dập tắt lửa mà cứu cậu. Thiên Thịnh không chịu được giọng thật nộm nữa. Gớm thật, trời đang bão ầm ầm mà cái giọng nó oang oang còn hơn sấm đánh. Nên cậu đưa đầu ra ngoài nói là... Ào, cậu Thịnh chưa kịp nói gì đã hứng trọn nguyên chậu nước của đượm. Cậu ướt ngòi ngót trước sự chứng kiến của hai con người cứu quả kia. Đượm thấy cậu thì đứng như trời trồng. Chậu nước trên tay rơi xuống tạo tiếng động nhỏ. Cậu tỉnh rồi. Cậu Thịnh cuối cùng cũng tỉnh rồi. Đượm mừng như phát khóc.
cảm giác như buông bỏ được cục đá to trong lòng xuống, nhẹ nhõm và dễ chịu vô cùng. Còn thằng Nộm thấy cậu tỉnh, nó tia lia cái miệng. Ủa, cậu tỉnh rồi hả cậu? Chết cha rồi, mở đơm tạt nước dập lửa khét quá, dập luôn cả cậu hả? Cậu có lạnh không? Mà ướt vậy không lạnh mới lạ à. Cậu vào thay đồ đi, tí nữa ra xử mở đơm sau, để bệnh nằm liệt giường nữa đó cậu. Đượm nhìn thằng Nộm tia lia cái mỏ mà thầm mắng nó. Lanh lúc nào không lanh, lửa ngay lúc mà lanh, thiệt hết biết. Cô đứng đó bẽn lẽn nắm hai tay nắm chặt với nhau, không dám ngẩng đầu lên. Đến khi nghe giọng cậu, Đượm mới lấy lại bình tĩnh mà đi vào trong. Vào đây. Giọng cậu Thịnh còn yếu một chút nhưng vẫn có độ trầm ấm. Thấy Đượm đi vào, cúi mặt không nhìn mình, cậu nói tiếp. Nấu tiếp nồi cháo đi, để nó khê. Tai Đượm lùng bùng như sắp ù đi, cô có nghe lầm không? Cậu không la cô mà còn nói chuyện nhẹ nhàng nữa. Không lẽ cậu bệnh một trận xong đổi tính luôn hả ta? Đượm đứng đó, hai mắt mở to, miệng chữ A mồm chữ O, mà nhìn cậu như thể sinh vật lạ. Cậu nói tiếp, trong giọng có phần khó chịu. Tôi kêu nấu tiếp nồi cháo, để nó khê, con nghe không mà còn đứng đó. Đượm lúc này mới giật bắn mình, lắp bắp dạ dân mà ngồi xuống nấu cháo. Đây mới đúng là cậu rồi. Cô thầm cảm ơn trời Phật độ trì cho cậu, không đổi tánh đổi nết, chứ nếu không cô bất ngờ đến chầu ông bà luôn mất. Thằng Nộm vẫn không ngớ cái miệng, nó nói liên hồi. Cậu tỉnh lại con mừng hết sức, nhờ mợ Đượm chăm cậu mới tỉnh, chứ mà để mợ Tuyết Mai chăm, chắc cậu đi gặp ông bà tổ tiên sớm luôn quá hà. Đượm nghe thằng Nộm nói mà trong lòng cô chửi thầm, có ai như nó không, tự đào hố chôn mình. Còn về cậu Thịnh, khi nghe thằng Nộm nói vậy, cậu trừng mắt nhìn nó, như thể muốn đấm cho nó mấy phát. Mày còn nói nữa, có tin tao cắt cái lưỡi mày không? Biết cậu đang giận nên nó vuốt ngực cậu giống mấy bà má mì ở lầu xanh trên Sài Thành. Dạ con xin lỗi cậu, để con tự giả mỏ mình, cậu đừng cắt lưỡi con. Đi đi, đi cho khuất mắt tao. Dạ dạ. Nó dạ mấy tiếng rồi mất hút sau rèm. Chỉ còn cậu Thịnh và Đượm ở trên xuồng, mà dường như chiếc xuồng nhỏ không đủ không khí cho hai người. Đượm cảm thấy ngột ngạt khó chịu lắm. Cô cũng chẳng biết vì xuồng nhỏ hay vì không gian chỉ có cô và cậu đến mới vậy. Đượm thôi không nghĩ lung tung trong đầu nữa. Cô cứ đinh ninh rằng cậu Thịnh vừa tỉnh lại còn mệt, nên việc của cô là tập trung canh nồi cháo trong im lặng, tránh làm phiền cậu. Thiên Thịnh nhìn Đượm cầm củi hết thổi lửa rồi lại dùng tay mà quạt. Thấy khói bay vào trong xuồng nhiều, cô còn đứng hẳn lên mà quạt bay hết ra ngoài. Chính cậu cũng không biết nên đối diện với cô thế nào. Trong thâm tâm cậu rối bời. Xưa giờ cậu là người đàn ông quang minh chính đại, không bao giờ đánh đàn bà con gái. Nhưng hôm đó lạ lắm, chẳng hiểu lý do gì cậu lại ra tay với Đượm. Lúc cậu nằm bất động, cậu nghe được hết lời cô nói, nhưng dường như vẫn có một cái gì đó đè nặng, khiến cậu không sao mở lời được. Biết rằng Đượm nói đã tha thứ cho mình, nhưng cậu rối bời tâm trí lắm. Đượm đang cằn nhằn thằng Nộm bỏ con giữa chợ thì nghe giọng cậu cất lên từ phía sau lưng. Cậu nói ấy như khiến tim Đượm ngưng đập. Xin lỗi. Trong tâm trí Đượm họ hét dữ dội, cô bất ngờ tột độ. Trời đất ơi, một cậu hai Thịnh oai phong lẫm liệt mà nay nó xin lỗi cô luôn. Đượm quay phắt ra phía sau nhìn cậu rồi tiến lại gần, dùng tay sờ trán cậu, miệng lẩm bẩm. Ủa, đâu có nóng đâu ta, bình thường mà. Thấy Đượm hành động như vậy, cậu Thịnh gạt phát tay cô ra, nhăn mày khó chịu nói. Tôi không có bị ấm đầu như cô. Đượm nghe thế thì giật bắn mình, cộng thêm trên xuồng chông chênh nên cô ngã ra phía sau, gần như rơi xuống nước. May mà cậu Thịnh chụp kịp tay cô, kéo lên. Nhưng éo le thay, Đượm lại ngã đè lên người cậu, môi chạm môi, mắt chạm mắt. Đúng lúc đó bà Nghi cũng đi vào, bà mừng rỡ nói. Ôi, thằng chó con, này tỉnh. Lời bà nói giữa chừng bỗng dừng trong không trung lấp lửng, bà vội quay đi nói. Ta vào không đúng lúc lắm, để ta gõ cửa lại nha. Bấy giờ Đượm mới giật mình buông cậu ra, chỉnh gọn lại quần áo, rồi ra ngoài mời bà Nghi vào trong. Bà Nghi vừa vào đến nơi đã tủm tỉm cười mãi, làm hai má Đượm ửng hồng vì mắc cỡ. Cô cứ lo suy nghĩ về bờ môi mềm mỏng của cậu
mà không nghe bà Nghi đang gọi mình. Đến khi bà gọi lớn, cô mới hoàn hồn mà dạ dân. Đớm, đớm. Dạ, rồi gọi con. Rồi cháu ta nghe mùi khét rồi đó. Ê, chết rồi. Thấy đờm lăng xăng như vậy, bà Nghi chỉ biết lắc đầu cười trừ. Bà quay sang vuốt ve khuôn mặt gầy trơ xương của cậu Thịnh, xót xa. Nội đi chưa được một năm nữa mà con. Thôi, tỉnh là tốt rồi. À, cậu thấy trong người muốn gặp ai nhất vào lúc này? Nói cho bà già đây biết được không? Nhưng cậu Thịnh chẳng trả lời bà Nghi. Mắt cậu đăm đăm nhìn về xa xăm. Lúc này thật thì cậu chẳng muốn gặp ai nữa, nhưng trong đầu thì lại thôi thúc cậu đi về dãy nhà sau. Bà Nghi chờ một lúc lâu vẫn không thấy cậu nói gì. Bà lắc đầu buồn phiền. Tóc bà đã bạc, nay càng thêm bạc. Có lẽ loại bùa yêu này quá mạnh so với tưởng tượng của bà. Vậy thì chỉ còn cách tìm người đó thôi. Con người buộc chuông thì cũng sẽ có người tháo chuông. Bà Nghi đang đau đầu thì bỗng nhiên cậu hỏi một câu đủ để bà biết ai là người gây ra những chuyện thế này. Dãy nhà sao? Có ai đang ở đó không nội? Bà đưa đôi mắt đầy nếp nhăn nhìn về phía đượm, nhưng ngầm khẳng định một việc gì đó với cô, rồi chậm chậm trả lời. Ta mới về mấy ngày nay nên không biết rõ, nhưng thường ngày dãy nhà đó dành cho khách ở. Mà con hỏi làm chi? Con cần tìm ai hả? Cậu Thịnh nghe bà Nghi hỏi vậy, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, rồi lảng sang chuyện khác. Lấy cho tôi chén cháo. Bà Nghi biết ý của cậu nên vội vã đứng lên. Trước khi ra về còn không quên nói giọng vào ý tứ dặn dò. Ngày mai nữa thôi, chắc là lũ rút. Hai đứa cứ nghỉ ngơi thêm ít ngày, để lũ rút hẳn rồi tính việc lớn. Đượm đang khom lưng múc chén cháo, nghe bà nói vậy cũng không chú tâm lắm. Với cô lũ rút là mừng rồi, còn chuyện gì sau lũ thì tính sao. Cô đưa chén cháo cho cậu Thịnh, cậu không quên nhắc nhở. Cháo đây, cậu cẩn thận cháo khá nóng đó. Cứ tưởng là cậu không nói gì nên Đượm quay lưng định bước ra ngoài. Chợt cậu Thịnh lên tiếng nói. Tuyết Mai đâu rồi? Tuyết Mai, nghe đến cái tên ấy, trong lòng cô có chút hụt hẫng. Thì ra người cậu quan tâm và muốn gặp nhất chính là Tuyết Mai. Cũng phải, vợ chồng người ta mà. Đượm chấn chỉnh lại tâm trí mình, rồi quay mặt lại đối diện với cậu và trả lời. Mợ Mai bị bà nội phạt ở miếu sau nhà. Nếu cậu muốn qua đó thì tôi chống xuồng đưa cậu qua. Thiên Thịnh nghe cô nói vậy thì nhăn mày đôi chút. Đáng lẽ phản ứng của cô phải là buồn rầu hoặc là có gì đó giận lẫy khi nghe chồng mình nhắc đến người phụ nữ khác. Sao cô có thể bình thản như vậy? Ừ, cô đưa tôi sang đó một lát. Vâng. Đợm đi ra ngoài, cô ngồi xuống trước mũi xuồng, nhìn những hạt mưa rơi lất phất mà lòng buồn mênh mông. Cô chẳng biết mình phải làm gì vào lúc này cả. Cô không cao thượng đến mức dâng chồng mình cho người khác, dù là chồng trên danh nghĩa cũng vậy. Nhưng gian cờ này cô thua rồi, cô không thể nào chia rẽ đôi uyên ương kia được. Thì đành tâm chúc phúc cho họ. Dù gì cô cũng chỉ là một kẻ đến sau. Hay nói cách khác, cô chỉ được lấy về để gán nợ, làm gì có quyền mà tranh giành với ai. Mỗi ngày được sống yên ổn, cơm no hai bữa, đối với cô là đủ rồi. Đợm nhìn dòng nước lũ, cô bắt đầu đăm chiêu với những suy nghĩ của riêng mình. Thiêm Châu từng nói, cái lúc cô xỉu vì con lũ chơi xấu, chính cậu là người đã cứu cô một mạng, dù trên nghĩa đen hay là nghĩa bóng. Đợm đứng dậy, cô dùng hết sức chống chiếc xuồng to, chở cậu sang thăm Tuyết Mai. Có ai như cô không, chống xuồng chở chồng đi thăm vợ bé. Vừa đến nơi, trời cũng bắt đầu bớt mưa. Tuyết Mai ngồi trong xuồng bên cạnh miếu, nhìn thấy cậu Thịnh thì mừng rối rít, chạy ngay ra ngoài, còn gọi to. Cậu ơi, em ở đây nè cậu, em ở đây. Đượm thấy Tuyết Mai ra đứng ở mũi xuồng, không màng rung lắc mà vẫn vẫy tay chờ cậu. Đột nhiên trong đầu Đượm hiện lên một câu hỏi bâng quơ. Không biết đến lúc nào cô mới đường đường chính chính gọi cậu như thế. Phải chi cô gặp được cậu sớm hơn thì bây giờ đã không nuối tiếc như thế này. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Mợ Hai Đượm của tác giả Quyên Quyên. Sau khi theo dõi xong tập 3, quý vị có cảm nhận như thế nào về truyện?
hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh và tác giả Quyên Quyên cùng với những thính giả khác được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn đến đây thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập 4 vào tối mai. Và quý vị nào đang nghe truyện vào giờ đi ngủ, Trinh xin chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Cảm ơn quý vị rất nhiều.